mà tái tạo được snow phải sử dụng một cái vườn ươm. Cái vườn ươm này nó được thiết kế để chịu được bão. Ba mươi sáu cái bàn dựa để liên kết lại thành một khối, dựa trên hai dạng liên kết dẻo để triệt tiêu tầng trần dung, liên kết cứng để liên kết thành một khối. Nó như vậy nó cũng chưa đủ, phải hạ giống một tấn tạ ra giảm sức nặng, dìm cả hệ thống xuống và nó chống được bão. Riêng một tấn tạ đấy nó đã là ba mấy triệu rồi. Cái phương pháp của chúng tôi triển khai ở tại Việt Nam thì nó đang cho thấy là hiệu quả nhất và rẻ nhất. Chúng tôi cũng không thể nào mà làm việc một mình được. Những cái chiến dịch lớn như thế này cần phải có sự hỗ trợ của cộng đồng, và đấy mới là cái điều đẹp nhất. Thì cái sự hỗ trợ của cộng đồng lại cực kỳ quý.